ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên anh để tay lên đùi em, xong rồi em hết sức lực giật mình á. Dạ, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Mọi người cứ nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. À, chia tay với cặp đôi của Nhân và Quang, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa chào đón cặp đôi tiếp theo. Chào hai em. Dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Chúc mừng. Mấy tháng vậy? Em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này, cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể sao em. Dạ thì anh viết là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á. Anh vô anh nói là trời, câu hỏi em phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ hay không là chưa biết đó. Cho nên là em nghĩ là trời hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn mình nè, mà đồng hương nữa, mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn. Dạ. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên ảnh để tay lên đùi em, xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là thấy hóa ra là cũng đứng đắn. Dạ. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà vậy là kết luận là người đàng hoàng. Dạ, đó. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ, như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam á, thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì? Em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên. Thì mình để tay đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không, và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chú đáo thì, dễ sợ luôn á. Cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Mà đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết, cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè, xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được, mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó để em suy nghĩ. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế sau nào? Sau 2-3 ngày. Đó, sau 2-3 ngày. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Đúng. Một là đó, địa chỉ của chị Hồng Vân. Hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm cuối á. Đó, thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma, và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu. Thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi, mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim.
Nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Rồi cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch có thuận lợi gì mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên đó là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rắc thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn, tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là... Phim lần 1 thôi. Phim rất là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy, bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em được hơn 2 năm. 2 năm rưỡi. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt 1 năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Ví dụ hôm nay mình ăn gì? Em cũng không biết nữa, ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong, tới ngay trước cổng quán bún bò, hả? Mình chuyển qua mình ăn phở nha. Đó, thay đổi. Mình nhanh lắm, vui chưa tới phở. À hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ, thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng. Nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường á. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là bạn biết. Và bạn chỉ nhiệt tình. Đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải. Và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói: ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi đó. Rồi vợ em hay ghen. Dạ thật ra em nghĩ cái đó không phải ghen, nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào up cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em up một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô quất mấy màu cái là đây xin gửi người chồng, một cái bập lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bận mặc cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Bóc phốt chồng. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị chồng. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có thuận thảo, có hòa hợp không? Dạ thật ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau cái ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Và gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị á các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí, thực ra em không có nói thẳng vấn đề. Không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ, em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ, tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya, mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ, em hay lấy lý do là hơi em buồn ngủ. Tức là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ. Không có khớp. Anh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỷ thì hậu trách nhân. Nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Gì nó nói cũng được hết trơn. Em cũng đặt lại ngược lại, nhưng mà em không dám nói ra. Nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi vì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ, bữa nay nói canh ra lên đó. Truyền hình em nói luôn. Dạ. Ở Trung Hạ, bữa nào ngủ cho đã. Tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy ảnh nó cũng đúng. Tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hà. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là ảnh có cái nhịp sinh học nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa
nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ, thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít. Dạ đó, mỗi lần anh cho thì anh thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Còn gì nữa không? Nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ ảnh bị trẻ trâu á. Trẻ trâu. Trời, anh né cái từ anh né cái từ của Nhi đó em. Dạ tại vì á, em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin code á, nhưng mà chồng em thì rất thích dùng tin code KKK rồi I hi rồi I love you bạc bạc đồ kiểu vậy á. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Rất trẻ trâu. Con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ em không có mong muốn gì hơn hết á. Ảnh cứ hài hước vui vẻ, rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người, cứ như vậy thôi là khoái em không, vui Đức rồi anh. Dạ rất là khoái, cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em có mong muốn em, vợ thay đổi gì dạ không? Em chỉ mong muốn là vợ sức khỏe của vợ em á, là sẽ luôn luôn nó đủ tăng lũy tiến hơn, và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có cầu sự thị. Cầu thị thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á, thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh đó em, nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ, khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi, sẽ dễ trầm cảm. Yeah. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, à, nghĩ là với... chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Chúc cho hai mẹ con, mẹ trò con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy. Và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao ảnh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết, con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối. Trong khách sạn cái ảnh tức dậy ảnh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mình tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Không hiểu là gì ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. Yeah. I liked her family, I liked her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Hello. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. Back from home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. That, the feeling, your kiss, yeah, how do you feel? I think if I should do earlier, first date, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was
was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi, xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smiled, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thì không. It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao, anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Vậy anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ đó, nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Cho Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu giờ tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm, những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm. Cái gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn rồi đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã nặng bấy rồi, bày bất thư trên mặt là sợ. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do
bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Ồ. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Có gì nữa nè? Ngủ. Hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì lần hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn khi anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Sớm cơ. Anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Sao mà dạ, sao mà nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ độ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết là những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đó là đang ngủ mà. Nói là ba lô có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà chứ rất là sợ. Bây giờ con mong ba lô thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Dạ, I just hope you let calm down more. Let jealous. Bây giờ tới Paolo đó. She loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok. Tại vì con tự coi, tự học, tự nấu. Cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change, yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa, hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ, một bé mèo. You want to have baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Thì bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Yeah, rồi. Cảm ơn chị Duyên. Cảm ơn Paolo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm rồi. Cảm giảm hay quá lắm. Trông hay thôi mà hay quá lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai người. Wow, trên sân khấu hôm nay là không nói nha. Những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung. Chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả.
thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ, thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Tức là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thế là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi, là người yêu ngày đấy, đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Thế là sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình, cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu em ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đấy chị gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng, sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bố khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé quá. Nhung nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè,
hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Ừ, khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giờ. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế là vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên cũng được đấy chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Lắm chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn. Bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau. Chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngày đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không. Rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu đó, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích. Các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em khùng. Anh không hề thích luôn. Anh là đàn ông là nhiều tật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tật xấu vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm, hay quát lắm. Trông mình hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mà nhiều khi không biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu.
Vợ hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là game. Chơi game, mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá càm ràm nè, hay quát cả quát chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá, stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi vào trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá, quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng, cả con đang ở đâu. Vậy à? Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy, bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thi thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa ấy, thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành, có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu, bớt game nữa. Thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Em quát nhiều, em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Thì mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con này nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm. Giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bộ con hốc hoàng ở đây. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ủa gì cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẵm tôi lên xe. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận. Con tên Nguyễn Minh Trí, năm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân và chú Hồng. Con tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ ngày nay suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng. Không có ngồi được luôn. Xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị. Nhưng mà điều trị cũng không được. Tưới ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được.
rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc, rồi ở nhà suốt khi mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm cũng không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi sao nè, con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng gì. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con á là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì trong con, trường hợp nào đó con kể con coi. Quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cana chín. Xong rồi con mới đi hái cana. Cậu thì nói thèm cà na. Là do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa, nói là thèm cà na, xong con đi hái cà na. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Xong con lên trước một ngày là chạy ngang nhà cô này luôn nhưng mà không biết nhà. Bữa đó đi thì hái cà na xong cái bắt đầu trời mưa mà lỡ hẹn rồi là 8 giờ đêm là con bắt đầu chạy lên cầu vượt Củ Chi. Tới cầu vượt Củ Chi là 10 giờ mấy, 11 giờ trời vẫn mưa. Xong con vô mướn phòng con nghỉ lại một đêm. Là sáng ngày thì đây vợ con đi với mấy chị rồi lên nhóm. Thì hẹn nhau rồi ra cầu vượt Củ Chi. Xong rồi con đi tới cầu vượt Củ Chi con đứng cũng trời mưa. Trời ơi, trời mưa tầm tã luôn. Sao trời xúc động quá, trời trời xúc động đó. Không, trời thử thách chứ không xúc động không? Vợ con với mấy chị á, ngồi trên xe 7 chỗ mới chạy ngang qua con luôn. Chạy tới cầu Phú Cường luôn. Xong cái nói giờ em chạy lại cầu Phú Cường đi rồi chị ở đây chị đợi chị đón. Mà dầm mưa chạy luôn là lúc đó chỉ bận cái áo khoác thôi. Cái áo khoác dầm mưa chạy luôn. Rồi bây giờ là cái cô muốn rất là muốn biết cái cảm xúc con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào. Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp á rất là nhiều người khuyết tật. Có những anh chị còn nặng hơn vợ con. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một cái cảm tình đặc biệt. Nó đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó, đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn sao? Có dễ thương, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Trời ơi, thấy hình đã xấu ngoài đời còn xấu nữa. Xấu giả mang luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. Là nói là ảnh ăn chay chứ không có chất nữa. Nên cái đầu ảnh trục lóc. Dạ, mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 năm. Nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm. Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi. Tại con ăn chay theo. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hay Trí? Không, giờ con ăn mặn. Xuống núi từ khi gặp con. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao không Trí? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều lắm. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ đẹp sao? Bây giờ ngon, bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con tốt con đúng không? Nhờ con hết trơn đúng không? Mà lúc đó con kêu hắn là chú Tiểu thôi. Cứ động đặc bắt, bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn. Rồi vậy thì thôi bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Dạ. Không, ba mẹ bên nào? Bên con cả không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? À, tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện. Nhưng mà chưa có chính thức thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy nhưng mà anh này anh tới. Nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không có chuyện chịu về. Là ổng có nghĩa là sao cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở? Dạ, qua nhà con ở một tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ cứ thấy trời ơi mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thực tình con thương Diễm á thì con về con nói với gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với ba mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi đàn. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ nhưng mà mẹ không đồng ý. Rồi anh cũng thuyết phục mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Con biết sao thì thôi
24 tuổi quyết định. Mẹ nói thôi vậy, cứ đi tới luôn hoài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ anh đứa đang kết hôn đi. Để đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái anh mới gọi cho cậu của anh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Anh cầm cái tờ giấy độc thân đó qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn, con ký tên á, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được. Thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không mà, thì mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con, thì con cứ nghĩ con bụng con khóc hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á, thì có khổ có khả năng mình cũng không có sợ. Tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi, thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thừa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ con hỏi chắc chứ không? Chưa, cứ còn hỏi hoài vậy á. Thế nên là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là trong những lần mà nói chuyện với nhau và tìm hiểu nhau. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác. Không chỉ là con bình thường vậy. Rồi sau khi tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Và có đám cưới không? Dạ, cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là con, chấp nhận. Con nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à. Nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa, mẹ ngoại cô không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy? Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái đám cưới mà là con đám cưới tập thể năm 2019. Dạ vui lắm. Con tham gia một cái đám cưới tập thể. Cái đây cũng mà nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Nhóm con được khoảng tầm như 7-8 cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Được thải thở hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi. Bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tối là cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không chị? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Về mệt quá làm không nổi chú ơi. Tại vì bữa đó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là cưới xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là mạnh ai nấy ngủ. Dạ, mà nay đi chưa có đêm tân hôn. Dạ. Đủ lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ngộ lắm anh nha. Nhưng mà sau đêm đó rồi sao? Dạ cũng mỉm mỉm liên tục nữa. Nhưng không dám nhìn mặt. Tôi cũng nhận nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng. Mà người mới cứ nhìn không? Rồi bao lâu thì mới bình thường mọi thứ? Dạ khoảng tầm ngày à. Dạ khoảng tầm ngày à. Để con mau quên. Lâu quá luôn. Lâu quá. Là lúc đó là 2019. Dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm. Thôi giờ quay đến cái phần phần hấp dẫn nhất mà các con cũng chờ đợi đúng không? Dịch mặt. Đó, thôi để Diễm nói nè. Tật xấu của bạn ấy là cái gì nè? Dạ ngủ. Quá ngủ hả? Không, thức khuya, thức cỡ nào với ăn. Khuya làm gì? Con không biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không vô ngủ. Có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mấy thầy con không kêu thôi. Cứ nghĩ là sáng sớm là cho con ngồi dậy.
con ẵm con lên xe xong rồi con muốn đi đâu, con làm gì, con đi đi bán cái số xong rồi con đi chợ đi đặt rau, không con làm gì không biết. Tại xong anh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ thì con có thể nhờ được, cái kêu anh mà không chịu dạy, nhưng mà đúng đó giờ đó thì dạy. Dạy xong rồi nấu cơm, nấu nước rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm. Coi như làm mê ngủ. Một cái tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không? Dạ. Rồi tật gì nữa? Không chịu ăn. Làm biết ăn. Dạ, chú có thể bây giờ từ khuya, từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ tối, 8 giờ anh không ăn. Sao chỉ nó không lây cái bệnh nó qua cho tôi ta? Nó người làm miếng ăn nè. Con ơi, con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình. Dạ. À, mình phải ăn, mình mới có đủ sức thì mình mới ẵm bả được chứ đúng không? Dạ. Rồi không ăn là sức đâu mà ẵm bả. Là tôi phải thì tầm tối khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm. Nhưng ăn mà có nhậu không? Nhậu dữ lắm. Nhậu với ai? Nhậu với bạn bè, nói chung là nhậu gì đam mê. Mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà, bỏ vợ nhà mình? Cũng có nhưng mà ít khi đó, nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ ở nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng có. Ôi, nhưng mà cũng ít. Nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng thay đổi cái gì nhất? Bớt nhậu. Bớt nhậu là bớt nhậu đúng không? À, có sự đam mê đúng xì tin ghê đó. Nhưng mà giờ con cai được xì tin rồi. Ôi, hay quá. Tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi, không còn tiền. Tài chính là con đã nắm trong tay rồi. Dạ, tại rồi. Vì con có quy định. Có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ, và cái gì của chồng là của vợ. Là của vợ. Khôn ghê luôn. Giờ chồng đi tới chồng đi. Vợ không, con... cái tật xấu con vợ con lớn nhất luôn. Cỡ con ngủ không được là ăn vú con. Cái đó cưng mà, cái đó cưng mà. Không nhậu đúng không? Không ngủ được đúng không? Nó không có chịu, mà nó làm người ta thì được nhưng mà... con nó không cho mình làm nó. Mà nó làm mình được. Gì mà bất công vậy? Vậy đó con bất công, chỗ đó mà con phải làm cho mình được. Mà... còn tật xấu gì nữa không? Không, chỉ nhiều đó à. Cái tật nó dễ thương mà. Ngồi nhột lắm. Nhưng mà tính Diễm có dễ xúc động không? Hay khóc nhẹ không? Có dễ tự ái không? Đó. Hay giận. Hay giận. Mà mỗi lần giận là như thế nào? Giận xong cái là khóc cái là bỏ đi ra ngoài đường. Chừng nào hết về. Leo lên xe hả sao? Không, xe thì con ẵm lên xe mới được. Ủa gì? Cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẵm tôi lên xe. Tôi đi ra được. Con lựa lúc giận. Có nghĩa là con lên xe con mới giận. Còn dưới giường thì con khóc tính. Xong rồi con ngồi. Trời chứ sao á, con ta phải tính chứ. Trước khi giận là anh ẵm xe luôn ta. Trước khi mà kiếm chuyện á, trước khi kiếm chuyện. Dạ. Trước khi kiếm chuyện anh ẵm tôi lên xe đi. Dạ. Rồi ngồi xe rồi mới kiếm chuyện. Dạ, đúng rồi, con ngồi xe con chuẩn bị tư thế à. Con dùng bóp rồi nghe đó con thu gom tài sản xong rồi con mới nhận con đó, cất hết tài sản trong túi xong rồi trời. Bắt đầu mới gây. Rồi sao nó tính ghê trời. Thì ta phải tính chứ. Trời ơi đúng không, trong cái khó đó. Dạ, đi đâu có tiền đâu mà hiểu ta. Còn mày trong mày đi lắm rồi. Đừng ngẫm lên xe. Đó, nó giận lại nè. Tại vì ở phòng đó đó đồng minh của vợ con đông lắm. Ủa vậy hả? Chống không lại. Bây giờ con có mong vợ con thay đổi gì không? Nói chung là đừng mang vú để con ngủ là được rồi. Nó mong đừng mang vú nó kìa. Đêm này ha, mang cho gì? Mình không chết. Thay đổi đâu. Đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị. Chứ đây là một câu chuyện cổ tích. Thật ra hồi nãy khi mà con nói mà con không tin rằng là con được đăng ký kết hôn với một người đàn ông bình thường như thế này. Thật sự chú rất là xúc động. Đó, và thôi thì bây giờ để kết thúc chương trình thì chú xin chúc phúc cho hai đứa con Diễm và Trí nha. Sẽ thương nhau hoài, yêu nhau mãi và hạnh phúc mãi. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị, anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ủa sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái em gì cầm trên cái tay? Dạ, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì
Lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Anh hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin cảm ơn em. Cảm ơn lại. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì là vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày.
Wow, như vậy là 10 ngày tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba, chỉ có gặp nói mà nói thôi, đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì mình sẽ, bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng lại, lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sao đó? Đúng không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng rồi. Đúng không? Mà thể bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai. Chẳng nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cái cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh 3 phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền á, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ồ vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Đúng rồi. Okay, là em lại xong cái chuyến lên bờ xong là thời gian là đi qua bạn. Em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em? Mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến. Đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát, bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đã thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là
anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Ừ. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Ừ. Nếu em vẫn tự tin. Em rất đúng. Tự tin ạ. Ừ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng. Ừ. Đang học mẫu giáo, mẫu lớp lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và trời. Nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Con gái. Ôi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn vì đấy, thực ra đấy, à. Em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng. Mà ổn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. May chắc... là em mặc dù kiên định nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quá bậy. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu là... lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm với người rất là đạo mạo các thứ đó nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn mà cái đấy là em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là... Ủa sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Ôi, thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Rồi lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là cái em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. À chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng đấy là. Đấy chị thấy ông, không? Ông này ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông vẫn phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế, sao quần áo cứ vứt ra đây thế, con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp ba lần á đúng không? Rồi nấu nướng nấu ăn thì sao, vào bếp khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu vợ em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nói cho bà bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy. Của gia đình ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt. Và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy. Không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô nghe không cô like. Cô về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Là hơi ỉ lại một tí là đại khái là đã có người làm hết rồi.
Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em xin phép hãy rồi. Chị cũng xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Sau. Thực sự là em rất là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh, nhà cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé.